tôi là người trưởng giờ mặc cái đôi nhà tôi là khó tính nhất trong giới nghệ sĩ là được mặc cái đôi nhà lên phải nghiêm túc các bạn đó, nhưng mà ông này nè đó. Đâu qua đâu rồi qua đâu qua đâu qua đến đây không cỡ gì đây đây các con lại gì nha ở đâu có kẹo sẵn trời à biết cái gì không ha biết gì không biết gì không cái gì ở đây cái gì ở đây trời ơi là trời không biết thiệt đúng hả bao nhiêu muốn lấy 500 ngàn đâu muốn muốn qua xác chính người này dễ đơn giản không có gì khó đâu tất cả phải ở trong chế độ hết sức tập trung đừng có nghe anh Khang hát cái gì phải nghe anh Khang nói cái gì nhớ nha nhớ nha anh Khang sẽ cần nhạc vang lên anh Khang sẽ cần bất cứ món đồ nào chứ khán giả bất cứ món đồ nào các con chạy xuống dưới năn nỉ ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại mang cái món đồ đó lên để ngay cái ghế của mình tổng cộng có 5 món món thứ 5 ai là người mang nhanh nhất đưa cho chú Lâm Tất Khang nhớ là phải đưa cho chú Lâm Tất Khang người đó mới là đạt giải nha được 500 ngàn đơn giản không đơn giản không hiểu không là sao để đi đừng đừng chạy ông ơi nha hết sức để ý anh Khang nói gì nha nha và tôi lại rằng chúng ta chú Lâm Tất Khang xin gửi lại chúng ta một bài hát và đây được các bạn trẻ rất là yêu mến trên tiếng nói bài hát của mình đây Hồng Nam Superstar nghe thử lời món gì nha để ngay ghế mình nha món đầu tiên chạy về tay đó nha anh khác không đó một đôi dép anh Tuấn ơi đi ông chạy lại đây đi đi